Chuyển sang ghi nhận tại huyện Đông Điền, thưa quý vị, hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Điền vừa diễn ra. Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện giao tại cuộc họp ngày 19 tháng 9, đến nay ngành y tế huyện và các xã thị trấn đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 12 và 13. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Công an huyện đẩy mạnh thực hiện đề án 06. Ban Chỉ huy quân sự huyện đang tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Phòng Tài chính kế hoạch huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn huyện. Theo nội dung được thống nhất tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, trong tháng 11 năm 2022, lãnh đạo huyện tiếp tục làm việc với đảng ủy các xã thị trấn về việc thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư về thương mại, dịch vụ, du lịch, tích cực giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã khen thưởng đột xuất cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 12 và 13 năm 2022.